Dạ vâng, Sơn Thanh Đạt Trần xin kính chào các bác đam mê ảo đồ trên toàn quốc. Ngay dưới video clip này có một nút ấn đăng ký màu đỏ. Em Đạt Trần mời các bác đăng ký kênh bên em để theo dõi và để cập nhật những video clip, những dòng sản phẩm ảo đồ mới nhất cho các bác. Hôm nay buổi tối ngày cuối tuần, em Đạt Trần lên sóng cặp loa clip KG4.2, một dòng sản phẩm được rất nhiều anh em ưa chuộng, một dòng loa cây cột của Calip với cái thiết kế của nó lưng lửng thôi, không cao lắm. Và thiết kế thì không cao lắm nhưng cũng thiết kế theo dạng cây cột. Một cặp loa cho một cái âm sắc rất hay và được nhiều anh em mong chờ cho các bác. Cặp loa Calip KG4.2 với phiên bản màu gỗ sồi vàng rất là đẹp. Em này thì ước chừng cao khoảng 75 còn cấu hình của nó thì nó sử dụng hai loa bass đường kính 25 cm và một loa chép kèn 25 rất khủng. Ecang được thiết kế bởi ecang lưới bằng nhựa như thế này, bên ngoài bọc vải, còn bên trong thì nó có khung nhựa như thế này các bác nhé. Cặp loa Calip KG4.2 còn rất là đẹp luôn, đẹp xuất sắc và không tì vết. Dưới cùng thì có một cái logo của Calip đây. Ở clip hôm nay thì buổi tối cũng khá là muộn rồi, có lẽ là bên em sẽ không test được nhiều. Em sẽ xin được quay chi tiết cặp loa này cho các bác xem một vòng. Các bác nào có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp cho em. Và đảm bảo là một cặp loa rất là đẹp. Em này mới chỉ thiếu xốp thôi. Đây là một cái chiếc ecang trước vừa rồi em quay rồi. Chiếc này em sẽ tháo nốt bên này ra cho các bác xem. Cấu hình mỗi thùng gồm hai loa bass đường kính 25 màng carbon, gân cao su. Gân này của nó là gân zin nguyên bản, đánh tiếng rất là tốt thưa các bác. Loa kèn trách, họng thăm trách đây, cho sắc rất là hay. Kèn này thì bass này kèn này thì giống hệt như trên Calip KG5.5, giống hệt như trên KG5.5 các bác nhé. Mà con KG5.5 thì nó rơi vào khoảng 21-22 triệu. Các bác chơi con này rất hợp lý ạ. 13.500.000 đồng cho cặp loa Calip KG4.2. 13.500. Các bác nào có nhu cầu thì có thể alo cho em. Những dòng Calip Mỹ Noi thì phía sau của nó thì có một cái tem chữ ký đây. Đấy, đội ngũ kỹ sư họ test lại sản phẩm trước khi họ xuất ra thị trường. Calip KG4.2 đấy, Made in USA, hàng Mỹ Noi. Phía dưới này có một cái logo của Calip. Và cái phần cặp loa được làm bằng kim loại, các bác có thể vặn dây hoặc cắm bắp chuối. Về hình thức thì cặp này thì có lẽ đẹp chỉ thiếu hộp xốp thôi. Và chỉ thiếu hộp xốp thôi các bác nhé. Không tìm thấy vết chảy xước. Em sẽ quay xa cho các bác xem. Thùng vách góc cạnh quá ok. Thùng vách góc cạnh quá ok. Tuyến loa rất là đẹp. Tất cả căng mọng. Zin nguyên bản 100% thưa các bác. Zin nguyên bản 100%. 13 triệu cho cặp loa này, các bác có thể chơi đa thể loại nha. Với chất âm rất hay. Dòng này thì nổi tiếng là dễ phối ghép âm đi, độ nhạy là lên tới khoảng 98 dB. Chúng ta có thể phối ghép với hầu hết tất cả các cái dòng âm đi trên thị trường đều sẽ cho ra chất âm rất hay. Mời các bác chúng ta cùng nghe. Chúng ta có thể là vừa chơi được các cái thể loại nhạc vàng, nhạc bolero,
hưởng các cái dòng nhạc trẻ, các cái dòng nhạc tiết tấu nhanh, các cái dòng nhạc remix chẳng hạn đều chơi rất tốt trên cái cặp loa Calypso G4.2, và đặc biệt với mức giá chỉ 13.500.000 đồng. Các bác nào có nhu cầu nhanh tay alo trực tiếp cho em. Một dòng sản phẩm hay và hiếm trên thị trường. Những cặp loa Calypso chép kèn như thế này về shop thì thường chỉ trong một ngày, một ngày hai là các bác chốt thôi, không bao giờ còn lâu, hàng rất hot. Hoàng hôn buông xuống trên mái đầu con xanh mà tình chân lành, chân bước thật màu đời con gì ngày sau khi đã mức giá 13.500.000 đồng, mời các bác hãy alo trực tiếp cho em. Cảm ơn các bác rất nhiều.